tại thần điện của Long tộc. Đang nói thì bỗng có lính đến báo: tộc phụ vương, trên này ba như vậy, ta phải lột ra hắn ta, rút gân của hắn ta. Một luồng khí tức mạnh mẽ đang lan tỏa ra cả cung điện. Vậy mà lại dám đột nhiên thẳng chuyện nào? Hay thế nhỉ? Rồi sau đó ông ta nào là anh phải lên đây nữa nè. Không chứ có đâu không? Có mà cái thẻ của anh còn đây không? Em lên cửa. Long Linh bị lưu ở nhà rồi, cha xử lý mọi việc tuyệt đối ổn thỏa. Hai người rõ ràng là không đáng tin như nhau. Ta trở về rồi, không gõ cửa sao? Trực tiếp như vậy. Chào Hoàng Phượng tỷ tỷ, chào ca ca, Đát Kỳ tỷ tỷ, về rồi à? Chào Đại Hắc ca ca, chào Tiểu Bạch ca ca. Mũi lúc đó là do mình. Lý công tử, Long Nhi gây thêm phiền phức cho quá lớn rồi. Lý công tử đi. À đúng rồi, lẽ nào lái mình bái sư dưới danh nghĩa Phượng Hoàng? Nhất định là đem bảo bối tốt nhất của nhà đem cái gì? Ủ rượu. Cái nắp này làm sao cơ đỉnh đó? Sau đèn nạn đã họa cho tam giới, mới sáng ra luôn ạ. Lý công là hải sản. Không ngờ đến. Nút cho bọn rau quá. Trở thành hồ ly tinh trong miệng người sao rồi. Đứa ngốc, đây là thành công mạnh nhất của hồ ly. Mạnh nhất sao? Chính xác mà nói, đây không phải là hy vọng mà là thực hiện. Có thể ảnh hưởng vô ví dụ như hoàng đế đương thời. Dùng thần thông kích sát là cực kỳ khó, nhưng mà thần niệm lại cũng không cùng. Hoàn toàn là kinh nhờ. Tóm lại,
Nói ra thì ra, đau đau, một vừa hai phải thôi. Được rồi, quay về đi, lại không quay về, không được không thì chúng ta sẽ tức giận. Đã thì cô dịu dàng chút đi, học nguội nguội cô đi.